Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, cùng 12 bị cáo khác liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Cáo trạng cho thấy, năm 2007, Trương Xuân Đức trú tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh quản lý điều hành công ty cổ phần Khánh Dung, chuyên hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Đức đã sử dụng căn cước công dân của mình và nhiều người thân quen để thành lập thêm 26 công ty hoạt động mua bán trái phép hơn 15.600 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41,2 tỷ đồng. Tháng 10 năm 2022, Trương Văn Nam, cháu Đức, bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc, Đức bỏ trốn và bảo vợ đến gặp Đỗ Hữu Ca, lúc đó đã nghỉ hưu, để nhờ vả. Ông Đỗ Hữu Ca yêu cầu vợ chồng Ngọc Anh chuẩn bị số tiền bằng 10% doanh thu bán ra hóa đơn trái phép, tương đương 20 tỷ đồng và một số tiền để lo chạy tội. Từ cuối tháng 10 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, vợ chồng Đức đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Ca, dù không có khả năng giúp vợ chồng Đức thoát khỏi việc bị xử lý tội mua bán trái phép hóa đơn, nhưng ông Ca vẫn hứa hẹn để nhận tiền và sau đó chiếm đoạt. Ngày 18 tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, ông Ca không thừa nhận việc nhận số tiền trên để chạy tội và đã chủ động nộp lại số tiền là 35 tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng Đức và Ngọc Anh. Ngoài vợ chồng Đức, ông Đỗ Hữu Ca, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh còn đưa ra xét xử 10 bị cáo khác liên quan đến tội nhận hối lộ, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước, trốn thuế, đồng thời triệu tập 21 người với tư cách nhân chứng của vụ án. Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội giải cứu thành công 4 nạn nhân là công dân của Việt Nam bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu bài việc nhẹ lương cao. 4 công dân được giải cứu lần này là 3 nam 1 nữ bị các đối tượng tội phạm có tổ chức mua bán dụ dỗ, lôi kéo làm việc văn phòng ở đặc khu kinh tế Bò Kẹo, Lào với mức lương 30 đến 40 triệu đồng mỗi tháng. Khi các nạn nhân bị sập bẫy, chúng bắt ép phải làm việc với hình thức sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nạn nhân làm việc mỗi ngày từ 13 đến 15 tiếng và nếu không đủ chỉ tiêu thì sẽ bị đánh đập, hành hạ, tra tấn và yêu cầu nạn nhân gọi điện về cho gia đình đòi tiền chuộc từ 200 đến 300 triệu đồng. Nhiều gia đình nạn nhân đã nộp tiền chuộc nhưng các đối tượng vẫn đưa các công nhân này bán cho công ty lừa đảo khác ở đặc khu kinh tế Bò Kẹo để lấy thêm tiền. Từ cuối tháng 3 năm 2024 đến nay, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã giải cứu thành công 2 vụ với 6 nạn nhân bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu bài việc nhẹ lương cao. Thưa quý vị, hô hấp là một trong những bệnh lý mà trẻ em Việt Nam mắc phải gần như cao nhất, trong đó riêng bệnh hen phế quản ở trẻ chiếm tới 10%. Thông tin được các chuyên gia tập trung thảo luận tại Hội nghị Nhi khoa Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 10 diễn ra sáng nay tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Hội nghị với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành đến từ trong nước và quốc tế đã tập trung bàn luận về những chủ đề chính trong các bệnh lý nhi khoa gặp nhiều ở trẻ nhỏ hiện nay như hô hấp, nội tiết, tim mạch, dị ứng, hồi sức dịch, lọc máu, thần kinh, viêm não tự miễn, rối loạn tiểu cầu, kháng kháng sinh, nuôi dưỡng sơ sinh và những sai sót trong y khoa. Đáng chú ý là vấn đề hô hấp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là bệnh lý hen ở trẻ dưới 2 tuổi, đã được Giám đốc Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai đưa ra cảnh báo. Bởi tỷ lệ mắc hen ở trẻ hiện vẫn cao, chiếm tới 10% các bệnh lý hô hấp, thậm chí gây ra tử vong nếu không được phát hiện kịp thời. Trong đó nhấn mạnh đến việc xác định chẩn đoán hen còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại các tuyến y tế cơ sở. Bên cạnh đó, việc điều trị hen cũng vô cùng phức tạp vì nếu sai sót có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của trẻ vì đây là bệnh lý điều trị lâu dài. Theo thống kê tại Việt Nam, tỷ lệ mắc hen phế quản trung bình khoảng 3,9% dân số, riêng trẻ em từ 13 đến 14 tuổi chiếm tới 15%, tương đương khoảng 4 triệu người mắc và lấy đi sinh mạng của từ 3.000 đến 4.000 người trên một năm vì những biến chứng do bệnh hen. Tiếp theo chương trình là một số tin tức đáng chú ý khác.
Hết quý 1 năm 2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 2,1 triệu tấn, đạt giá trị 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 42% so với năm 2023. Các thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam hiện nay là Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Ghana, Malaysia, Singapore. Giá loại gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam hiện duy trì ở mức là 580 đô la Mỹ một tấn, mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, một số thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam cũng đang có xu hướng giảm nhập khẩu hoặc đa dạng hóa nguồn cung. Giá vàng miếng sáng nay mùng 10 tháng 4 của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết là 81,8 đến 83,8 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng cả chiều mua và bán so với mức kỷ lục được thiết lập ngày hôm qua. Tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, vàng miếng cũng mất mốc 84 triệu khi giảm về 81,9 đến 83,9 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, sáng nay, nhẫn trơn 24K tiếp tục neo cao và thậm chí chưa dừng đà tăng. SJC tăng 400.000 đồng chiều mua vào lên 74,7 triệu đồng và tăng hơn nửa triệu đồng ở chiều bán ra lên 76,3 triệu đồng một lượng. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn vàng trơn ở mức 76,77,7 triệu đồng một lượng. Năm 2023, lượng tiêu thụ xi măng trong nước chỉ bằng 84% so với cùng kỳ 2022, nội địa là 56,6 triệu tấn, xuất khẩu đạt là 31,2 triệu tấn và tiếp tục đà suy giảm. Trong khi đó, Việt Nam đang có 61 nhà máy tổng công suất thiết kế khoảng 117 triệu tấn xi măng một năm. Ngành xi măng đang gặp phải khó khăn rất lớn trong sản xuất và tiêu thụ, doanh nghiệp có nguy cơ phá sản hoặc phải bán một phần cho nhà máy của nước ngoài. Hiệp hội xi măng Việt Nam đang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tăng tiêu thụ nội địa thông qua xây dựng các tuyến đường cầu cạn thay đường bê tông xi măng cốt thép, đồng thời kiến nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội thông qua việc bỏ thuế xuất khẩu đối với clinker. Để thay đổi nhận thức, hành vi của người dân trong việc tiết kiệm điện, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Báo Thanh niên phát động cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen, những chuyện hay tôi kể. Đây là lần thứ hai Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi viết về chủ đề tiết kiệm điện. Từ đầu năm đến nay, ghi nhận sản lượng điện tiêu thụ ở Thành phố Hồ Chí Minh đạt trên 9,7 triệu kWh. Theo dự báo, trong tháng 4, nửa đầu tháng 5 tới đây, sản lượng điện tiêu thụ tiếp tục sẽ có xu hướng tăng cao. Vì thế, cuộc thi viết lần này sẽ góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người dân trong việc tiết kiệm điện. Theo ban tổ chức, cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng, cùng phần quà kèm theo, diễn ra từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 10 tháng 7. Các tác phẩm trong cuộc thi thể hiện trách nhiệm của người tiêu dùng về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, tạo ra ý thức và thay đổi hành vi tiêu dùng, giúp giảm thiểu sử dụng điện năng và bảo vệ môi trường. Trước đó, qua điều tra, Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài do Catherine Jack Roman, sinh năm 1986, quốc tịch Ukraine cầm đầu, cấu kết với Lê Thanh Huỳnh Cang, sinh năm 1971, ngụ thành phố Thủ Đức và Nguyễn Thị Nhất Phương, sinh năm 1990, ngụ quận 4 để hoạt động tín dụng đen qua app xcard.vn, OnCredit hoặc website oncredit.asia.com. Từ năm 2019, Roman đưa Cang số tiền 400.000 USD để hoạt động cho vay. Đến tháng 4 năm 2023, Roman chỉ đạo công ty Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD từ công ty SCA của Singapore và ngân hàng TSA của đảo Sip. Các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ 500.000 đồng đến vài chục triệu đồng thông qua app với lãi suất từ 365% đến 1.971% một năm. Nhóm đối tượng này đã có hàng trăm nghìn khách hàng vay, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Đến thời điểm phát hiện, lực lượng công an đã triệu tập 63 đối tượng lên làm việc, thu 68 laptop, gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan, đồng thời phong tỏa các tài khoản của 4 công ty của các đối tượng.